Rồi xin thân ái kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai sai cây kiển trên cả nước ha. Rồi hôm nay em Nhi ha có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai chơi Tết năm 2023 ha. Thì có mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Thì cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị clip trước đã ủng hộ cho em Nhi hết clip ha cô chú anh chị. Thì rất mong clip này cô chú anh chị mình cũng yêu thương và ủng hộ cho em Nhi như là clip trước ạ. Rồi mình không làm mất thời gian để gặp em luôn em Nhi, để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em chào anh ạ. Dạ em chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Dạ thì hôm nay đến với kênh thì em cũng có một số giống mai muốn giao lưu với quý cô chú anh chị chơi Tết năm 2023 ạ. Rồi. Mình vô cây đầu tiên luôn em ha. Dạ. Cây đầu tiên là cây 13H ha em. Dạ. Rồi. Cây 13H này là một cây cúc Tân Châu ạ. Rồi. Gốc lớn rồi chú anh chị ha. Rồi, tàn đều nha. Rồi, thông số luôn đi em. Dạ, hoành là chính ạ. Dạ, cao là 52 ạ. Nút nụ ngon nha. Dạ, tán là 60 ạ. Rồi. Dạ, thì cây cúc Tân Châu này em cũng xin giao lưu là 250.000 ạ. Rồi, 250.000 cây mã số ạ. 13H ạ. Rồi, 13H. Rồi, tiếp theo cây mã số. 14H. 14H là một cây cúc Tân Châu ạ. Dạ, 14H là một cây giảo đa phúc ạ. Rồi, cây giảo đa phúc nha cô chú anh chị. Rồi, tàn khá nè ha. Rồi. Củ đế nè cô chú anh chị ha. Giờ quanh là 8 ạ. Củ bí luôn ha. Rồi, cây này tàn khá cô chú anh chị ha. Cao 64 ạ. Rồi. Tán ngang là 50 ạ. Dạ, thì cây 14H này em cũng xin giao lưu là 300k ạ. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. 15H. 15H rồi. Là một cây cúc thọ hương ạ. Rồi, một cây cúc thọ hương ha. Cái này nốt nụ cũng khá nè cô chú anh chị mình. À. Rồi. Đế nè cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn em. Dạ, hoành là 7 ạ. Dạ, cao là 45 ạ. Tán ngang là 57 ạ. Rồi. Dạ, thì cây 16H này em cũng xin giao lưu là 220.000 thôi ạ. Rồi, 220 ha. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 17H ạ. 16H nha cô chú anh chị. Dạ, rồi. 16H. Rồi. 16H là một cây cúc Tân Châu ạ. Nốt nụ nè cô chú anh chị ha. Đó, quá trời luôn cô chú anh chị. Củ đế nè cô chú anh chị mình dòm ha. Rồi, thông số luôn em. Dạ, hoành là 7 ạ. Rồi. Dạ, cao là 50 ạ. Cái ngang là 54 ạ. Rồi. Dạ thì cây này em cũng xin giao lưu là 250.000 ạ. Rồi 250 ha. Rồi đổi cây luôn em. Rồi tiếp theo cây mã số 17H. 18H. Ủa 17H. 17H là một cây nhị đỏ ạ. Rồi cúc nhị đỏ ha. Dạ. Cây này thân lắc cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cú thân ạ. Rồi đế bí nha cô chú anh chị nha. Nè. Cây này chơi tới thì ok, tán tàn đều nha. Rồi. Dạ, hoành là được 6 ạ. Dạ, cao là 49 ạ. Rồi. Dạ, tán ngang là 54. Rồi. Dạ, thì cây 17H này em cũng xin giao lưu là 250.000 ạ. Rồi, 250 ha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 18H cũng là một cây cúc chì đỏ ạ. Rồi. Đây là tàn cũng khá luôn cô chú anh chị mình ha. Dạ, toàn tàn đều ạ. Thân lắc rất là đẹp nha. Rồi, củ đế nè cô chú anh chị ha. Rồi, đó không số luôn em. Dạ, hoành là được 5 ạ. Rồi. Dạ, cao là 44. Dạ, tán ngang là 68. Rồi. Dạ, thì cây này em cũng xin giao lưu là 250.000 thôi ạ. Rồi, 250.000. Đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 19H. 19H là một cây cúc Tân Châu ạ. Rồi. Tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Nút nụ nè, lên đều gan hết rồi cô chú anh chị nha. Nút nụ rất là nhiều nha. Rồi. Dạ, hoành là 8 ạ. Rồi. Cao 50. Tán ngang là 64. Rồi. Dạ, thì cây này em cũng xin giao lưu là 230.000 thôi ạ. Rồi, 230.000. Đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 20H. Rồi. Là một cây giảo đa phúc ạ.
nốt nụ có để hết cô chú anh chị ha. Rồi củ đế này cô chú anh chị mình, rồi thông số luôn em. Dạ hoành là được 7 ạ. Rồi dạ cao 58, cái ngang 55. Rồi dạ thì cây đa phúc, giả đa phúc này em cũng xin giao lưu là 250.000 thôi ạ. Rồi đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 21H. Rồi 21H cũng là một cây cúc à, là cũng là một cây giả đa phúc ạ. Cái này tàn đều luôn ha. Dạ tàn còn chơi mini là ok luôn. Củ đế nè cô chú anh chị mình ha, để bí tròn luôn cô chú anh chị ha, bí tròn do luôn nha. Rồi thông số luôn em. Dạ quanh được 8 ạ. Dạ quanh cũ là được 10-17 ạ. Nốt nụ nè cô chú anh chị ha. Rồi dạ cao là được 45 ạ, tán ngang là 56. Dạ thì cây giả đa phúc này em cũng xin giao lưu là 300k em bao phí vận chuyển luôn ạ. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 22H. 22H là một cây cúc họ Hương ạ. Rồi cái này tàn khá luôn em ha. Dạ tàn tròn luôn, cái này em sửa sẵn luôn rồi, về mình để chơi thôi. Rồi gỗ đá nè ha. Rồi thông số luôn em. Dạ hoành là được 7 á. Rồi cao là 40, tán là được 60. Rồi dạ thì cây 20, cây 22H này em cũng xin giao lưu là 250.000 ạ. Rồi đổi cây luôn em ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 23H. 23H cũng là một cây cúc thọ Hương ạ. Rồi cây này em cũng sửa rồi, tàn đều luôn nha. Đế là của chú anh chị ha, rất là đẹp nha. Dạ hoành là được 7 ạ. Rồi cũ là được 17 ạ. Rồi dạ cao là 35, ngang là được 60. Rồi dạ thì cây cúc hoàng hương này em cũng xin giao lưu là 250.000 thôi ạ, để mọi người chơi tết luôn. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 24H. Dạ 24H là một cây giảo đa phúc ạ. Rồi cây này tán tàn cũng đều luôn nha, em cũng sửa luôn rồi. Rồi củ đế cũng có nha cô chú anh chị ha. Rồi đâu không sót nè. Dạ hoành là được 8 ạ. Rồi hoành 8. Dạ cao là 48. Rồi ngang là 50. Rồi thì cây giả đa phúc này em cũng xin giao lưu là 250.000 thôi ạ. Rồi 250 ha. Dạ thì cây giả đa phúc này cũng là cây cuối clip của em ạ. Dạ thì hôm nay là em cũng lên giao lưu một số giống mai để giá hữu nghị cho mọi người, cũng rất mong là mọi người ủng hộ cho em ạ. Dạ thì em cũng cảm ơn mọi người đã xem hết clip ạ. Dạ chúc mọi người một ngày mới làm việc thật là vui vẻ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình ha, đã xem hết clip và đã ủng hộ cho em Nhi trong clip trước cũng như clip này ha. Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.